Dạ Nam Mô A Di Đà Phật, sau đây con xin cung kính cung thỉnh chư Tôn Đức Tăng Ni, đồng kính mời toàn thể đại chúng trang nghiêm thanh tịnh lắng nghe những lời khai thị của ân sư Hòa Thượng Thượng Tịnh Hạ Không giảng về pháp môn hộ niệm. Nam Mô A Di Đà Phật. Lâm chung khởi lên sân hận, lúc này chính là thời khắc then chốt. Con người khi ở hơi thở cuối cùng, sau đó chính là họ đi đến cõi nào để đầu thai. Cái điểm sau cùng là sân hận, phần nhiều đều rơi vào đường địa ngục. Trong sức chung tân lương, sức chung tu tri, tại vì sao xem trọng khi người sắp lâm chung đến như vậy, không nên xúc chạm đến họ. Tình hình thần thức lìa khỏi thân thể, phàm phu chúng ta không biết. Ở trên kinh Phật nói với chúng ta, đây là lúc họ thống khổ nhất. Trên kinh điển thí dụ, đau đớn thống khổ như kéo rùa sống ra khỏi mai. Cho nên bạn đụng họ, xúc chạm đến họ rất dễ dàng dẫn khởi tâm sân hận của họ. Đây là bất lợi cực lớn đối với người chết. Có một số người nghe nói sau khi người qua đời, xem hơi nóng còn lại ở chỗ nào, thử nghiệm xem là họ đến được đường thiện hay là đến đường ác. Tốt nhất là không nên xúc chạm. Chúng ta muốn thăm dò, không biết được thần thức của họ lìa khỏi chưa. Thần thức lìa khỏi rồi không vấn đề gì, thần thức chưa lìa khỏi vậy thì bất lợi cho họ. Không nhẫn tâm làm việc này. Thông thường nói, thần thức lìa khỏi thân thể 8 giờ đồng hồ đến 12 giờ đồng hồ sau. Cũng chính là nói, trong vòng 8 giờ đồng hồ nhất định không được đụng chạm đến. Họ nằm ở trên giường, giường cũng không được đụng vào. Đây là chân thật yêu thương, chân thật giúp đỡ. Sau 8 giờ đồng hồ, bạn muốn thử nghiệm thăm dò thì được. Thế nhưng an toàn nhất là 12 giờ đồng hồ sau. Sau khi dứt hơi 12 giờ đồng hồ, vậy thì an toàn. Cái thưởng thức này chúng ta phải biết. Chúng ta phải giúp đỡ người, thành tựu người, không thể hại người. Do đây có thể biết, người niệm Phật cho dù khi còn sống, công phu niệm Phật không tệ, giảng sanh, người thân quyến trong nhà không hiểu được đạo lý này, ở bên cạnh vừa khóc vừa kêu, dễ dàng dẫn khởi cảm tình của họ. Lại còn xúc chạm đến họ, kéo kéo họ, vậy thì càng đáng lo. Có mấy người ở vào lúc lâm chung có thể gặp được thiện tri thức, hiểu được những đạo lý này, biết được những chân tướng sự thật này, chân thật đến giúp đỡ họ. Thân bằng quyến thuộc xem thấy người già qua đời, đây là khó phân khó xả, nên cách ly họ.
không để họ nghe được âm thanh tiếng khóc của thân bằng quyến thuộc. Giờ khắc then chốt này quan trọng hơn bất cứ thứ gì. Phòng hộ chu đáo. Như lý, như pháp trợ niệm, đích thực là có đại lợi ích đối với họ. Và lúc này, trong lòng họ chánh niệm phân minh. Một câu Phật hiệu đề khởi liền chắc chắn được sanh. Khi lâm chung 10 niệm, một niệm đều chắc chắn được sanh. Đây chính là nguyện thứ 18 của 48 nguyện. Từ những chỗ này chúng ta hiểu rõ trợ niệm rất quan trọng. Trợ niệm là lợi ích, công đức chân thật. Đại sư Bồ Tát nói được rất hay: bạn có thể giúp cho hai người giảng sanh thì cũng bằng chính mình tinh tấn. Bạn có thể giúp cho mười mấy người giảng sanh, phước báo của bạn là vô lượng. Chính mình tương lai giảng sanh, đích thực trong tâm bạn đã nắm chắc. Bạn có thể giúp đỡ trên 100 người giảng sanh. Đại từ Bồ Tát nói bạn chính là Bồ Tát chân thật. Cho nên có rất nhiều đoàn thể niệm Phật, họ đều có thể tổ chức đoàn trợ niệm. Đây là việc tốt, đáng được đề xướng. Đây là đối với người niệm Phật không thuần thục, có được lợi ích rất lớn. Thế nhưng chúng ta sinh vào thời đại này, cái thời đại này phước rất mỏng, chướng duyên quá nhiều. Xã hội ngày nay mỗi bước đều là hầm hố, nơi nơi đều là địa ngục. Chỉ cần không cẩn trọng chắc chắn đọa lạc. Sức mê hoặc bên ngoài quá lớn, phiền não tập khí bên trong quá nặng, sức mê hoặc bên ngoài quá lớn, bạn làm sao mà không đọa lạc? Học Phật cũng khó giữ, không đọa lạc. Mô A Di Đà Phật. Thay mặt đại toàn thể đại chúng, chúng con xin thành kính tri ân cảm niệm công đức của đại lão ân sư Thượng Tịnh Hạ Không đã từ bi hướng dẫn khai thị đệ tử chúng con nguyện y giáo phụng hành. Nam mô A Di Đà Phật. Dạ, Nam mô A Di Đà Phật. Sau đây con xin cung kính cung thỉnh đại đức Thích Đạo Thịnh chia sẻ giúp chúng con trong khoảng 10 đến 15 phút về đoạn khai thị vừa rồi của ân sư Thượng Tịnh Hạ Không ạ. Nam mô A Di Đà Phật.
Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch chư tôn đức tăng ni từ bi chứng minh. Kính thân chào tất cả các cụ, các ông, các cô bác, chư vị đồng tu A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch chư tôn đức tăng ni chứng minh. Kính thưa toàn thể đại chúng, chúng ta vừa được nghe một đoạn khai thị của Đại Lão Hòa Thượng Ân Sư Thượng Tịnh Hạ Không. Ngài nói rõ với chúng ta cái việc quan trọng của một người vào giờ phút lâm chung sẽ quyết định họ sẽ đi về đâu. Trên kinh Địa Tạng thì chúng ta nghe Phật dạy một người vào giờ phút lâm chung đa phần là thần thức hôn mê, tinh thần tán loạn, không phân biệt được thiện ác chính tà. Cộng thêm nữa là vào giờ phút lâm chung ấy, cái thân thể đau đớn bức bách, mọi duyên ngăn trở, nào là gia thân quyến thuộc, khiến cho tâm trạng của họ không thể an được. Thế và đặc biệt hơn nữa, có một cái chướng nạn lớn hơn mà trên kinh Địa Tạng Phật mô tả là vào giờ phút hấp hối chuẩn bị ra đi, có rất nhiều cái cảnh duyên biến hiện. Trong đấy có một cái cảnh duyên, đấy là người thân quyến thuộc hiện thân để dụ dẫn cái thần thức của người ra đi. Và đấy, trên kinh Phật cũng nói rõ là đấy chính là oán thân trái chủ. Trong vô lượng đời kiếp qua mà chúng ta đã từng tổn hại họ, họ biến hiện ra để dụ dẫn chúng ta dễ dàng tin tưởng đi theo. Vì nếu như họ không hiện thân là thân bằng quyến thuộc thì chúng ta không đi theo. Do vậy họ hiện ra là thân bằng quyến thuộc để dễ dàng dụ dẫn chúng ta. Khi chúng ta đi theo thì liền gặp nạn. Thế mới biết rằng là cái việc hộ niệm giúp đỡ cho một người vào giờ phút lâm chung hấp hối tắt hơi mà vững vàng cái chính niệm, đối với đồng tu niệm Phật chúng ta là chính niệm câu A-di-đà Phật, để theo nguyện lực của A-di-đà Phật vãng sinh Tây Phương Cực Lạc, thì việc này vô cùng quan trọng, vô cùng cấp thiết. Có thể giúp đỡ một người đang đứng trước những cái cảnh duyên dữ dội, có thể phải sắp sửa xa rơi vào những cái nơi đọa lạc khổ đau, là địa ngục, là ngạ quỷ, là súc sinh, mà nhờ một niệm chí thành A-di-đà Phật phát khởi thì họ liền cảm ứng với Phật lực A-di-đà phóng quang tiếp độ, họ vãng sinh Tây Phương Cực Lạc. Và như lời Tổ sư Ấn Quang dạy là giúp đỡ tiễn đưa một người vãng sinh Tây Phương Cực Lạc là giúp đỡ một chúng sinh thành Phật. Công đức không thể nghĩ bàn, không thể lấy gì so sánh được. Ở trong đoạn khai thị chúng ta được nghe ân sư nói là Bồ Tát Đại Từ Ngài nói rõ, giúp đỡ cho hai người vãng sinh Tây Phương Cực Lạc thì bằng công đức chúng ta tinh tấn nỗ lực tu hành cả một đời. Vì sao như thế? Vì chúng ta tinh tấn nỗ lực tu hành cả một đời, đối với hàng phàm phu chúng ta liệu có thành tựu chăng? Liệu có chứng được quả vị bậc thánh hay chăng? Nếu như không thể chứng được quả vị bậc thánh thì sinh tử luân hồi vẫn còn nguyên.
Cho nên cái nỗ lực tu hành cả một đời của chúng ta cuối cùng vẫn là trôi lăn trong sinh tử luân hồi. Tuy nhiên chúng ta hộ niệm giúp đỡ cho người vãng sinh là giúp cho người đi vãng sinh làm Phật. Là giúp một chúng sinh thành Phật. Nói lời chân thật là giúp người thành Phật cũng chính như mình thành Phật không khác. Bởi vì sao? Một vị Phật đấy tương lai họ đi cứu độ chúng sinh, họ đi hóa độ bao nhiêu chúng sinh, thì cái công đức đấy chúng ta có phần. Bởi vì nhờ chúng ta giúp họ mà, chúng ta tiến đưa họ vãng sinh Tây Phương Cực Lạc. Tương lai họ ở nơi Tây Phương Cực Lạc thành Phật, như lời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni khẳng định là vãng sinh tức là thành Phật. Thì rõ ràng tương lai họ thành Phật, họ cứu độ bao nhiêu chúng sinh, giáo hóa bao nhiêu chúng sinh, trong đấy công đức chúng ta có phần. Cho nên công đức này không thể nghĩ lường. Chúng ta thấy cả một đời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giáo hóa tiếp độ bao nhiêu là bậc thánh chứng quả, giải thoát sinh tử luân hồi. Và cho đến bây giờ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã nhập Niết Bàn ngót 3.000 năm rồi. Gần 3.000 năm. Mà bây giờ giáo pháp của Ngài để lại ở thế gian, những lời dạy quý báu của Phật Thích Ca Mâu Ni để lại ở thế gian vẫn tiếp tục giáo hóa và cứu độ chúng sinh, chưa dừng. Giống như hôm nay chúng ta được nghe lời Phật dạy về con đường niệm Phật cầu sinh Tây Phương Cực Lạc, chúng ta tin tưởng hết lòng, quyết chí niệm Phật đời này cầu sinh Tây Phương Cực Lạc, để ngay trong cái thân nghiệp báo này, khi cái thọ mạng hết, chúng ta bỏ cái thân khổ đau bệnh tật nghiệp báo để đi về Tây Phương Cực Lạc đón nhận một cái thân Phật. Đây là điều chân thật, bởi vì trong nguyện lực của Phật A Di Đà, Ngài tiếp độ chúng sinh về Tây Phương Cực Lạc là để làm Phật, không phải về đấy để làm người thường. Đấy. Cho nên trong lời nguyện của Phật đã nói rõ chúng ta cái thâm ý chỗ này, là tất cả chúng sinh vãng sinh Tây Phương Cực Lạc thì đồng một dung nhan, đồng một hình tướng. Đây là muốn nói rõ là về đấy là đều được thành Phật. Bởi vì đều được thành Phật mới cùng một hình tướng được. Còn nếu chưa thành Phật thì mỗi hình tướng sẽ khác nhau. Chúng ta thấy cái chư Đại Bồ Tát đúng không ạ? Chư Đại Bồ Tát các ngài mỗi người một hình tướng tùy theo hạnh nguyện của mỗi ngài. Tuy nhiên chỉ có Phật với Phật thì đồng một hình tướng. Cho nên trong cái lời nguyện này chúng ta biết rằng là Phật tiếp độ chúng sinh về Tây Phương Cực Lạc nhờ năng lực, nguyện lực của Ngài gia trì mà tất cả chúng sinh về nơi ấy đồng một dung nhan, có nghĩa là đồng được thành Phật. Cho nên việc này chúng ta biết, ở trên kinh chúng ta cũng được nghe, trên kinh Niết Bàn Phật có dạy rằng ở trong đời này khuyên được một người niệm Phật thì công đức đã bằng là chúng ta đi bố thí của báu suốt trăm năm. Trong Đại Trí Độ Luận thì Phật dạy là gì ạ? Một người vừa mới sinh ra cất bước đi được 1.000 dặm, đi suốt 100 năm như thế, lấy tất cả của báu trên toàn đại địa mà cúng dường lên 10 phương chư Phật, công đức đấy không bằng một người ở trong đời ác năm trược dạy người khác niệm một câu A-di-đà Phật. Cho nên chúng ta thấy khuyên người khác, dạy người khác niệm câu A-di-đà Phật, công đức đã lớn đến như thế. Huống gì là công đức hộ niệm trợ duyên giúp đỡ cho một người chuẩn bị xa rơi vào nơi ác đạo, được vãng sinh Tây Phương Cực Lạc thành Phật. Chúng ta không thể đo lường được. Vì thế mong cho đại chúng chúng ta hết lòng tin tưởng, và đặc biệt đối với đồng tu chúng ta, Đạo Thịnh có lời khuyến tấn chân tình. Nếu như bỏ qua cơ hội này, có nghĩa là đời này nếu chúng ta không chân thật tin tưởng, không quyết lòng niệm Phật cầu sinh Tây Phương Cực Lạc, đặc biệt là bạn đạo đồng tu, nếu như chúng ta bỏ lỡ cái cơ duyên mà bạn đạo đồng tu hộ niệm trợ duyên cho chúng ta mà chúng ta không chịu quyết lòng vãng sinh ấy,
thì bỏ qua cơ hội này thì vô lượng đời kiếp sau đi trong luân hồi sinh tử mà ác đạo có phần. Tổ sư Ấn Quang Ngài còn nói rõ, ngay đến phước quả trời người còn không có được, thậm chí đến ngạ quỷ súc sinh còn chưa chắc đã được, mà ở nơi đâu ạ? Chính là địa ngục đang chờ chúng ta. Trong đoạn khai thị vừa rồi, ân sư cũng nói rõ, chúng ta sinh vào trong thời đại này, bên trong thì tập khí phiền não, nghiệp chướng, bên ngoài thì sao ạ? Cảnh duyên nó tác động. Chúng ta tạm hiểu đấy chính là năm dục sáu trần, là tiền tài, sắc đẹp, danh vọng, địa vị, ăn ngon, ngủ kỹ. Rồi bên trong là gì ạ? Tham sân si mạng. Cứ thế này thì nội công ngoại kích. Chúng ta chỉ cần chạm duyên, sơ hở, mà khi vô thường thọ mạng hết, chúng ta đi là thẳng tiến ác đạo. Vì thế quyết một lòng đời nay, Tổ sư Ấn Quang Ngài dạy rằng, hãy đem tất cả công đức tu hành một đời của chúng ta, trong đấy dù là công đức gì không kể, nào là tụng kinh, trì chú, niệm Phật, phóng sinh, ăn chay, làm lành, bố thí, làm tất cả việc lành đấy, đều đem tất cả công đức hồi hướng cầu sinh Tây Phương Cực Lạc. Chân thật niệm một câu A-di-đà Phật, để khi lâm chung, chúng ta có người bên cạnh nhắc nhở, thiện căn phước đức nhân duyên chúng ta chín mùi, lúc đấy chúng ta khởi niệm được câu thánh hiệu A-di-đà Phật, chắc chắn chúng ta vãng sinh thoát được luân hồi sinh tử. Thế và chính vì công đức hộ niệm giúp đỡ người vãng sinh lớn như thế, cho nên góp phần làm cho chúng ta tăng trưởng thiện căn, làm cho lòng tin của chúng ta vào con đường cầu sinh Tây Phương Cực Lạc càng mãnh liệt hơn. Mà trên kinh Hoa Nghiêm Phật đã dạy gì ạ? Tín vì đạo nguyên công đức mẫu, trưởng dưỡng nhất tiết chư thiện căn, thoát ly sinh tử xuất mê lưu, trực vãng niết bàn vô thượng đạo. Nghĩa là lòng tin là mẹ đẻ sinh ra tất cả các loại công đức lành. Lòng tin là vượt, siêu vượt tất cả những con đường chướng nạn. Lòng tin có thể giúp chúng ta một đời này vãng sinh Tây Phương Cực Lạc thành Phật. Từ chỗ này chúng ta thấy đồng tu chúng ta hôm nay được gặp gỡ, được nghe đến giáo pháp của Đức Phật, được nghe đến thánh hiệu A-di-đà Phật, có bạn đạo đồng tu bên cạnh, hàng ngày động viên khuyến tấn nhắc nhở lẫn nhau tu hành, để cùng nhau tháo gỡ, hóa giải những khúc mắc cho nhau. Và đặc biệt hơn là từ giờ cho đến khi lâm chung hấp hối tắt hơi ra đi, xả bỏ cái tấm thân xác giả tạm này, có người ở bên cạnh yểm trợ, giúp đỡ, động viên khích lệ chúng ta, đưa tiễn chúng ta đi về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Như lời Tổ sư Ấn Quang dạy là gì ạ? Hộ niệm giống như là người dìu người lên núi. Bên trên có người kéo, dưới có người đẩy, hai bên gồng gánh, thì người này chắc chắn cơ hội vãng sinh nắm chắc trong tay. Cầu chúc cho tất cả đại chúng trong đời này đã có duyên rồi thì lòng tin càng thêm sâu sắc. Hôm nay có duyên thì hãy phát khởi lòng tin và cùng nhau tu học pháp hộ niệm, để trong đời này mỗi chúng ta là một tấm gương sáng trên con đường trở về Tây Phương Cực Lạc. Nếu chúng ta còn khỏe mạnh thì trợ duyên giúp đỡ cho người. Khi chúng ta nằm xuống, chắc chắn sẽ có người trợ duyên giúp đỡ cho chúng ta.
để cùng nhau hội ngộ nơi Tây Phương Cực Lạc, thế giới của Đức Phật A-di-đà. Nam mô A-di-đà Phật ạ. Chúng con cảm niệm tri ân công đức của trên Chư Tôn Đức Tăng Ni, đặc biệt là Đại Đức Thọ Khuê đã từ bi hướng dẫn chia sẻ để chúng con hiểu hơn nữa về phương pháp niệm Phật hộ niệm vãng sinh, để chúng con tăng trưởng tín tâm và nguyện tâm để đời này chúng con kết bè kết nhóm cùng với nhau, để đời này chúng con biết rằng thiện căn phước đức nhân duyên của chúng con nhờ phương pháp hộ niệm mà chúng con được khơi dậy về, để cuối đời giống như một thác nước dội về để chúng con dùng thiện căn phước đức nhân duyên đó để đi về Tây Phương Cực Lạc trong một báo thân này. Nam mô A Di Đà Phật.